Đoán giá học phí trường quốc tế. 600 triệu. Chính xác không? Tôi đoán vậy mà cũng chính xác. 400 triệu. 800. 700. Còn gì đâu để chơi. Không biết đâu. 600 triệu. Đánh 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 đánh. 400 đi. 700. Rồi, 1 tỷ. Không tới hả? 500 triệu. Ai ghét mắt nha. 750. 400. 500 triệu. Trời ơi. 200. Ai vậy? 150. Trời ơi. Chiến thần. Chắc 200. 600. Thấy chưa, tôi fan Trần Yêu Huỳnh. Ủa là la.